Thưa quý vị, một chương trình ẩm thực buffet chay tại chùa Bạch Vân, thành phố Bến Tre đã thu hút hơn 3.000 khách mời, tăng ni Phật tử và người dân tham dự thưởng thức. Với sự góp sức của những đầu bếp đặc biệt, tinh hoa ẩm thực chay đã được lan tỏa và hơn cả là góp phần gây quỹ hoạt động cho các Phật sự xứ Dừa. Chuẩn bị từ cả tháng nay, những món ăn mang đặc trưng vùng Tây Nam Bộ như bánh hỏi, bánh ướt, bánh ú, bánh bò, bánh dừa. Nhưng điều đặc biệt hơn, khi đầu bếp là chị Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Chương trình buffet nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa ẩm thực chay đặc trưng của quê hương xứ Dừa. Bên cạnh đó, mong muốn lan tỏa sự hữu ích của việc dùng thực phẩm chay thanh đạm, bổ dưỡng, đảm bảo sức khỏe, hướng đến cuộc sống an lạc, nhẹ nhàng. Văn hóa ẩm thực chay nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống tâm linh, giúp cho đồng bào các giới hiểu rõ được cái việc ăn chay. Cái thứ hai là muốn tạo điều kiện cho đồng bào Phật tử các giới tiếp cận để mà phát tâm cúng dường, gieo duyên để hoạt động Phật sự sau này. Hoạt động này do Ban Kinh tế Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức nhằm gây quỹ hoạt động cho Ban trị sự. Sự chung tay, đóng góp của các đơn vị đã nêu cao tinh thần đoàn kết giữa Tăng Ni với bà con Phật tử, các mạnh thường quân. Hàng nghìn vé đã được phát hành. Với niềm hân hoan ở trong lòng, cầm chiếc vé ở trên tay nhằm ủng hộ một phần nhỏ đến với Ban Kinh tế nhằm các hoạt động nhằm ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội cũng như là các hoạt động riêng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Bến Tre. Tôi mong muốn tiệc buffet chay sẽ được diễn ra hàng năm để quý bà con Phật tử khắp nơi cùng nhau về tề tụ, phát lòng cùng nhau ăn chay. Chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi khi mà được mời Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre cùng tham dự, vì đây là một cái hoạt động có ý nghĩa để nhằm hướng đến mọi người chúng ta là có một cái ý thức bảo vệ môi trường, giới thiệu được những cái món ăn đặc sản của quê hương Bến Tre. Và song song đó thì chúng tôi cũng mong muốn là đem sức trẻ của mình để cùng phối hợp tổ chức những hoạt động và thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Nam tỉnh cùng với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. 52 món chay các loại đa dạng, phong phú được đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm. Riêng các món đặc sản như bún Huế, phở chay, bún riêu, bánh xèo được ban tổ chức chuẩn bị riêng khu vực sơ chế trực tiếp. Niềm vui, sự yêu thích của các thực khách chính là động viên to lớn dành cho những đầu bếp đặc biệt và ngày càng lan tỏa tình yêu dành cho các món chay.